Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Sáng nay ngày 11 tháng 6, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham dự buổi lễ. Ngày 6 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Cùng ngày, Bộ Chính trị có quyết định số 1299 chỉ định thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước trao quyết định của Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Lương Cường chúc mừng Bộ trưởng Lương Tam Quang được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện sự tín nhiệm, ghi nhận, đánh giá cao của đảng, nhà nước và nhân dân với những đóng góp của Bộ trưởng Lương Tam Quang cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, là niềm vui, niềm phấn khởi chung của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân và cá nhân đồng chí. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nêu rõ, trải qua hơn 40 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, hơn 26 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Thượng tướng Lương Tam Quang là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị công tác, được giao nhiều trọng trách quan trọng của ngành Công an. Dù ở cương vị nào, được giao nhiệm vụ gì, ông luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thường trực ban bí thư tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với kinh nghiệm phong phú, tầm nhìn chiến lược và với phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sắc sảo, nhạy bén, quyết đoán, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thượng tướng Lương Tam Quang sẽ vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương theo quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Cùng với các cán bộ trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an duy trì và thực hiện nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, chương trình làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội, đổi mới toàn diện các mặt công tác công an, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tập trung xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát biểu nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn sự ghi nhận, tin cậy giao nhiệm vụ của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ trưởng Lương Tam Quang hứa trên cương vị công tác mới sẽ đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao. Duy trì thực hiện nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung. Bộ trưởng Lương Tam Quang mong luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của bộ chính trị, ban bí thư, sự ủng hộ phối hợp chặt chẽ của văn phòng trung ương Đảng, các ban của Đảng, đảng ủy, ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các lãnh đạo chủ chốt của lực lượng Công an để ông hoàn thành trọng trách được giao. Thưa quý vị, những ngày qua, khu vực Bắc Bộ xảy ra đợt mưa vừa mưa to, có nơi rất to trên diện rộng kéo dài. Trong đó, vùng tâm mưa lớn ở tỉnh Hà Giang gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và khiến 3 người tử vong. Đây được xem là trận lũ lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Trước vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, cho biết Trung tâm đã cảnh báo trước về tình trạng mưa lũ này từ ngày 7 tháng 6. Vâng, từ chiều đêm của ngày 8 đến sáng ngày 10 tháng 6 ở khu vực Bắc Bộ nó xảy ra một cái đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng trong đó chúng tôi xác định là có hai cái vùng tâm mưa lớn một cái vùng tâm mưa ở khu vực Quảng Ninh Hải Phòng và một cái vùng tâm mưa ở khu vực Hà Giang và cái lượng mưa ở khu vực Quảng Ninh Hải Phòng cái lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm có nơi trên 300 sắp xỉ 400 mm ở khu vực chỗ Hà Giang có lượng mưa có nơi trên 400 mm đây là cũng là cái lượng mưa lớn trong cái đoạn tháng 6 này và cái mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập lụt nhiều nơi ở khu vực chỗ Quảng Ninh Hải Phòng cũng gây ra cái tình trạng là ngập úng ở cái khu vực chỗ Hà Giang cũng ở cùng núi phía Bắc. Vâng, về cái đợt mưa lớn này chúng tôi đã cảnh báo từ tương đối sớm. Tức là trước khoảng 3 4 ngày chúng tôi đã dự báo ở khu vực Bắc Bộ trong giai đoạn từ khoảng ngày mùng 8 đến khoảng mùng 10 có khả năng xảy ra cái đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng và cũng đã, đã cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và trong ngày mùng 9 và đến mùng 8 thì chúng tôi cũng đưa ra cái tin mưa lớn dự báo ở khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn và có khả năng xảy ra những cái điểm mưa cục bộ trên 300 mm ở khu vực Bắc Bộ. Trận mưa lũ về trong đêm mùng 9 tháng 6 và dạng sáng ngày hôm qua mùng 10 tháng 6 đã gây ngập lụt diện rộng ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Theo thống kê sơ bộ, tại thành phố Hà Giang có 39 điểm ngập, 350 nhà, 50 ô tô và 70 xe máy bị ngập nước. Nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Giang và các huyện bị ngập úng cục bộ, sạt lở gây ra ách tắc giao thông ước lượng thiệt hại khoảng 19,5 tỷ đồng. Trận mưa lũ đã khiến người dân trở tay không kịp vì nước dâng cao quá nhanh. Đáng buồn, trận mưa lũ đã làm 3 người tử vong, trong đó có hai bố con bị lũ cuốn và một người tử vong do sạt lở đất. Theo ông hưởng từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 6, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng trở lại, trong đó khu vực trung du và vùng núi có khả năng xảy ra các đợt mưa vừa mưa to. Vì vậy, các địa phương cần chủ động thực hiện các phương án ứng phó, theo dõi sát các bản tin dự báo cảnh báo trong thời gian tới. Sau đây là những thông tin chi tiết dự báo thời tiết ở các khu vực trên cả nước trong ngày 11 tháng 6. Tại khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, sau đó có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, sau đó có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía đông bắc bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, sau đó có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ.